Xin chào các bạn. Minh Đường Tử Vi chúc các bạn bình an, vui vẻ và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp tháng 10 năm 2021 âm lịch. Chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi Tý. Bước sang tháng 10 âm lịch, công việc của người tuổi Tý trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh bứt phá vào quý cuối cùng của năm nay. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Đặc biệt có tam hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa, nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng. Nhiều thuận lợi là thế, song không có nghĩa tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro. Nhất là khi nguyện lệnh lâm tuyệt, vận tiểu nhân vẫn luôn rình rập nhắc nhở con giáp này chớ vội đắc ý hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan, lơ là. Tuổi tý bước sang tháng 10 âm sẽ có tin vui về đường tài lộc. Con giáp này được thiên tài trợ mệnh nhờ vậy mà các vấn đề về kinh tế được giải quyết bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của con giáp này tiến triển tốt nên cũng có thể được thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó. Khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải có thời cơ thích hợp. Dù vậy phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này đến từ nghề tay trái, hoặc đó là thu nhập ngoài luồng. Kinh doanh, buôn bán đắt hàng. Bạn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ, ra ngoài không nên mang theo nhiều đồ quý giá kẻo bị mất trộm. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt vì vậy chớ nên chủ quan, làm gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, tham lam khiến bạn mất cả tiền lẫn tài. Về phương diện tình duyên, tháng 10 năm 2021 âm lịch cũng đánh dấu những bước chuyển biến tích cực về nhân duyên và tình cảm của người tuổi Tý. Bách Việt chủ đào hoa độ mệnh, theo tử vi hàng ngày cho thấy, con giáp này tha hồ đón tin vui và hỷ khí ngập tràn. Thời cơ sẽ đến, bản mệnh vần chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy lương duyên. Tháng này không khó để tuổi Tý còn độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Có những cặp đôi mới gặp lần đầu mà ngỡ như đã quen từ lâu có thể chặng đường để hai người đi đến hạnh phúc hôn nhân vẫn còn xa, nhưng đâu có hề gì khi mà chúng ta được trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu. Hãy trân trọng từng ngày sống trong tình yêu. Tình cảm lứa đôi ổn định và vẹn tròn. Vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng 10 âm lịch này, bạn hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bản mệnh được cắt tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Tuy vậy, thủy khí vượng cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của những chú chuột cũng sẽ sụt giảm ở phương diện khác, mà cụ thể ở đây là dễ gặp vấn đề về thận, cần lưu ý thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi Sửu. Xem tử vi tuổi Sửu tháng 10 năm 2021 âm lịch, phương diện sự nghiệp nhiều trắc trở, sự cố liên miên khiến người tuổi Sửu khá đau đầu trong tháng này. Nguyệt lệnh Lâm Đất mộ cho thấy vận trình khó bề được như ý, công việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, vừa phải chịu những thách thức lớn từ bên ngoài, lại vừa phải giải quyết những áp lực lớn từ bên trong. Cạnh tranh ngày càng gay gắt lại có tiểu nhân quấy phá do ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh, dù bản mệnh muốn yên ổn làm việc cũng khó. Tiểu nhân đang không ngừng tìm cách phá hoại, khiến cho công sức của bạn không được công nhận, dễ vướng phải những sai sót không đáng có hãy luôn bình tĩnh giữ vững vị trí công việc và kiên trì nỗ lực tiến lên thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi các tinh tả phù và hữu bật luôn sát cánh để giúp đỡ tuổi sửu đạt được thành công như mong đợi sau khi đã kinh qua những thử thách trước đó đường tài lộc của người tuổi sửu khá ảm đạm không có nhiều biến động trong một tháng không có tài tinh chiếu mệnh do công việc trong tháng này gặp nhiều trở ngại nên thu nhập của bạn khó được cải thiện như mong muốn người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại bởi sức lực có hạn, nên bạn chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Người kinh doanh cần chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm để tạo dựng uy tín thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Thời điểm này cần bình tĩnh, cẩn thận trong đầu tư. Đặc biệt, sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh là điểm báo có tiểu nhân lừa gạt. Đối phương có thể lợi dụng sự thật thà, lương thiện của bạn để nói lời phỉnh định hòng cướp đoạt tiền của tài sản của bản mệnh. Do đó, bạn không thể quá cả tin và suy nghĩ đơn giản khi hùn vốn hợp tác làm ăn, nhất là với người mới quen biết. Vận trình tình cảm của người tuổi sửu ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện. Bất đồng quan điểm khiến cho mọi lý lẽ đều trở nên vô lý, đôi bên không thể giải quyết được tranh chấp nếu không biết nhường nhịn lẫn nhau. Lúc này cả hai nên dành nhiều thời gian để chia sẻ và cùng tìm giải pháp hóa giải sẽ tốt hơn là im lặng hay chiến tranh lạnh nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì người cầm tinh con trâu cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân xuống chịu xuống nước chủ động làm lành sau đó giải thích cho đối phương hiểu và thông cảm thì gia đình mới mong êm ấm tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc dù đã dành thời gian hẹn hò gặp gỡ nhiều đối tượng nhưng chưa ai thực sự khiến bản mệnh rung động có lẽ tổn thương trong quá khứ vẫn hằn sâu trong tâm trí khiến bạn khó mở lòng với người khác dễ nóng nảy suy nghĩ bế tắc tinh thần áp lực và căng thẳng kéo dài khiến sức khỏe của tuổi sửu đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, tuổi sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Ngoài ra, trong tháng có thiên cầu hung tinh hoành hành, tuổi sửu chú ý đi đứng cẩn thận, để phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi dần. Xem tử vi tháng, đây là một tháng cát lành, đại lợi với phương diện sự nghiệp của người tuổi dần. Công việc của bạn diễn ra suôn sẻ hơn, có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Tháng này, nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh, bản mệnh càng sông sáo và chủ động sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Đầu tiên phải kể đến sự hỗ trợ của lục hợp thái tuế, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Chỉ cần bạn làm việc đúng quy trình, thứ tự, sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Thiên đức và chính quan xuất hiện giúp bạn xoay chuyển khó khăn, tháo gỡ bế tắc nhờ tài ứng biến linh hoạt cộng thêm sự năng nổ, nhiệt tình của bản thân. Chỉ cần bạn có trách nhiệm và ý chí tiến thủ, đặt công việc lên hàng đầu, việc công trước, việc tư sau, không làm việc theo cảm hứng thì chắc chắn không lo tay trắng. Tài lộc của tuổi dần cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Lục hợp hỗ trợ để các hợp đồng được ký kết tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp, người làm công ăn lương nên tích tụ tài chính để chuẩn bị cho thời cơ thu tài về tay. Vận khí đang lên, hãy chớp lấy thời cơ phát tài ngay khi có thể tuy nhiên người tuổi dần vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều vì vậy mệnh chủ cũng cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển chuyện tình cảm của người tuổi dần nhờ lục hợp tre trở nên có nhiều chuyển biến tích cực rực rỡ khoe sắc nhân duyên tốt đẹp tình yêu đôi lứa rực rỡ mà gia đình cũng thuận hòa hạnh phúc người đang yêu đương thì lãng mạn thấu hiểu cho nhau hơn sự đồng điệu khiến hai người có thể giúp đỡ nhau đồng tâm hiệp lực giải tỏa nỗi niềm đây có thể coi là giai đoạn vô cùng mặn nồng ngọt ngào của tình yêu hai bạn nên hoàn toàn có thể tính tới chuyện trăm năm mọi thứ đã thuận lợi thì nên nhanh chóng tiến hành người độc thân thì nhân duyên phơi phới sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu hợp ý với mình bạn nên chủ động mở rộng các mối quan hệ cũng như mở rộng trái tim để dễ dàng đón nhận tình cảm các mối nhân duyên tốt đẹp hơn chấm dứt kiếp fa đeo bám tình hình sức khỏe tuổi dần trong tháng kỷ hợi duy trì ở mức ổn định dù đôi khi công việc bận rộn áp lực cuộc sống đè lên vai nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân không để sức khỏe bị ảnh hưởng bên cạnh đó sự thay đổi thời tiết cũng khiến bạn tránh khỏi tình trạng mệt mỏi uể oải làm việc thiếu tập trung nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện ngoài yếu tố dinh dưỡng con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao Đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng phải tăng cường luyện tập. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi Mão. Xem tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi Mão âm lịch có tam hợp cục che chở, công việc của người tuổi Mão đang có những bước tiến rõ rệt. Con giáp này dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó và đây cũng chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa trong tương lai. Hầu hết các kế hoạch đều có tiến triển tốt và đem về kết quả khả quan, thậm chí một vài hạng mục bạn không đặt quá nhiều kỳ vọng cũng có bước chuyển biến bất ngờ mang tới sự tự tin lớn lao cho bản mệnh. Hung thần thiên quan sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên bởi bạn càng tỏa sáng thì càng dễ lọt vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân ganh ghét, do đó lúc nào cũng phải chú ý thái độ và làm việc thận trọng để bảo toàn thành quả chẳng những công việc tài lộc của người tuổi Mão trong tháng mới cũng rất đáng mừng. Con giáp này có những bước tiến rõ rệt trên con đường tăng tiến tài sản. Tuổi Mão đã xác định được mục tiêu và đích đến của mình nên không bao giờ đánh mất phương hướng. Những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bản mệnh có một nguồn thu dồi dào, dù không phát tài ngay lập tức thì cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu, có của tích lũy. Tam hợp xuất hiện giúp chuyện làm ăn của bản mệnh rất thuận lợi, thích hợp cho những công việc như ký kết hợp đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác. Bạn liên tục nhận được những hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào. Vận trình tình duyên của con giáp tuổi Mão khá vượng mang tới nhiều tin vui cho bản mệnh. Với sự duyên dáng và tự tin của mình, bản mệnh nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người khác giới. Nhân duyên khởi vượng mang tới những trải nghiệm rất ngọt ngào và thú vị. Đối với các cặp đôi để duy trì được niềm hạnh phúc trong tình yêu, đòi hỏi cả hai cùng vun sới cho tình cảm của mình. Vì thế, hai người hãy gia tăng kết nối, đừng vì bận rộn quá mà lơ là việc quan tâm, hỏi han đối phương. Nhìn chung, đây vẫn có thể coi là một tháng yên bình cho những người đã kết hôn và một tháng tình duyên rực rỡ cho những người còn đang tìm kiếm tình yêu của riêng mình. Nguyệt lệnh lâm đất bệnh, lại thêm bạch hổ hung tinh sung chiếu, tình hình sức khỏe của người tuổi mão đang có những dấu hiệu báo động. Một vài trục trặc về sức khỏe có thể xảy ra, biểu hiện là bạn thường thấy cơ thể mỏi mệt, thiếu năng lượng, ăn uống kém ngon, mất ngủ bản mệnh cần hết sức lưu ý, cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Thực ra là lâu nay bạn đã cố tình bỏ qua những dấu hiệu mà cơ thể ngầm báo cho bạn. Nếu có thể thì thời gian này bản mệnh nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn là gắng sức làm thêm việc nọ, việc kia. Hung tinh còn mang điểm báo tai họa, thậm chí bản mệnh còn gặp phải họa huyết quang, ảnh hưởng đến thân thể. Vì vậy, khi tham gia giao thông hay làm việc cần hết sức tập trung chú ý. tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi thìn. Công việc trong tháng 10 năm 2021 âm lịch này không được lý tưởng như mong muốn của bản mệnh do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy. Ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh như vậy, đòi hỏi những chú rồng phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và trí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận nguyện lệnh chơi xấu, kế hoạch đặt ra đi chệch hướng, kết quả vượt ra ngoài dự tính của bạn. Hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép bởi sự phá cách không phù hợp vào giai đoạn bất ổn này. Hai các tinh là tử vi và giải thần sẽ hỗ trợ bạn có tinh thần vững vàng, quyết tâm cao độ để vượt qua mọi sóng gió để nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Chắc chắn khi đã trải qua nghịch cảnh, bạn sẽ càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn, hành trang kinh nghiệm lại càng nặng thêm. Về mặt tài lộc, công việc bất ổn nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu. Nhìn chung vận trình tài lộc của người tuổi thìn thời gian này không được tốt cho lắm, rơi vào cảnh thu nhiều hơn chi do tác động của nguyệt lệnh lâm suy lại thêm hung tinh kiếp tài tài chính ảm đạm có dấu hiệu tổn hao nặng nề tháng này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ cần đề phòng cảnh giác tránh thất bại do lơ là mất tập trung thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền của thất thoát tiền mất tật mang nhìn chung tháng này tuổi thìn khó mà tìm được cơ hội trong các dự án đầu tư buôn bán bất động sản cổ phiếu hay hạng mục công việc đang theo đuổi vì thế hãy dành thời gian để quan sát tích lũy kiến thức kinh nghiệm hơn là vội vàng tiến hành để hạn chế rủi ro tài chính ngoài ra bạn cũng cần có kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế tình trạng tiền bạc trôi khỏi túi làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu người làm kinh doanh cần đề phòng bị đối thủ cạnh tranh hãm hại cướp mất tiền của nguồn hàng nguồn khách dân văn phòng chú ý các điều khoản hợp đồng bút xa gà chết tiền bạc không phải trò đùa đến lúc có chuyện lại phải lấy tiền túi ra bù bước sang tháng kỷ hợi năm tân sửu này chuyện tình cảm của người tuổi thìn không hề dễ dàng khiến con giáp này phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn lại thêm nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt các cặp đôi thường xuyên xung đột nổi giận cãi vã liên miên làm mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng tâm lý nếu bản mệnh không bình tĩnh và tình yêu không đủ sâu đậm thì e rằng đổ vỡ là điều khó tránh nhân duyên của người độc thân không phải không có những cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu thậm chí sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm bạn dần có tâm lý ngại yêu và thu hẹp vào thế giới của riêng mình càng khiến cơ hội gặp gỡ với đối tượng khác giới ít đi sức khỏe của tuổi thìn trong tháng này giảm sút khá nhiều bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi uể oải làm việc khó tập trung chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng có thể bị sụt cân Nguyên nhân chủ yếu do áp lực tinh thần, bạn lại suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Vì thế mà sức đề kháng cũng dần giảm sút tinh thần ngày càng ức chế. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi Tỵ. Cục diện tương xung thái tuế đang khiến mọi thứ như bị đảo lộn, tuổi Tỵ nhìn đâu cũng thấy khó khăn, đụng làm gì là gặp trục trặc ở đó theo đó bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn nhất là khi cạnh tranh cũng đang tăng lên theo tử vi hàng ngày cho thấy điểm báo tiểu nhân đeo bám khá rõ bạn không thể nhàn tản hay chủ quan được đâu cũng nên tránh ôm đồm quá nhiều việc vào lúc này phải thật thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh đề phòng bị đánh sau lưng tuy nhiên tín hiệu đáng mừng là nhờ nguyệt lệnh lâm đế vượng và cả các tinh nguyệt mã hỗ trợ nên bản mệnh dễ dàng vượt qua khó khăn thách thức để đạt được mục tiêu đã đề ra tháng mới này hung tinh đại hao hoành hành, tài lộc của tuổi tỵ giảm sút khá nhanh, khó tránh khỏi tình trạng hao tài, tốn cuộc cần liệu cơm gấp mắm, có kế hoạch rõ ràng để không rơi vào tình trạng eo hẹp. Tiền vào tay rồi lại đi ngay, khó mà tích lũy được. Trong khi các nguồn thu vào không tăng thì các khoản chi ta lại quá nhiều khiến việc chi tiêu mất cân đối. Có thời điểm bản mệnh còn phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này đập chỗ kia. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui nếu đang có dự án giang dở chỉ cần tiếp tục công việc dự án hiện tại thì tiền bạc cũng dùng dình rồi chớ liều lĩnh khi vận khí dần ổn định những người làm công ăn lương sẽ được lợi hơn là hành nghề tự do Nguyệt Mã nhắc nhở con giáp này sông sáo không ngại khó ngại khổ đảm nhiệm nhiều trọng trách đến lúc phù hợp tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi ngược lại nhìn thấy khó khăn mà thoái chí thì mãi nghèo đói chẳng thể truyền vận vận trình tình cảm của người tuổi tỵ ngày càng rối ren phức tạp hơn mối quan hệ đôi lứa vợ chồng xuất hiện nhiều mâu thuẫn nghi ngờ lẫn nhau khiến cho cuộc sống nặng nề hơn buồn chán hơn nhiều quan điểm bất đồng khiến cả hai rơi vào tình trạng bế tắc đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm tổn thương nhau hãy cùng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn và suy nghĩ tích cực rồi chuyện gì cũng sẽ qua nhanh với người độc thân người đến kẻ đi nhanh chóng khi bạn còn chưa kịp định hình đó là mối quan hệ gì thì mọi thứ đã rẽ sang hướng mới vượt tầm kiểm soát của con giáp này trong tình cảm, bạn nên để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, không nên ép buộc bản thân mình cũng như ép buộc người khác. Có như vậy mới tránh khỏi những chuyện thất vọng không đáng có. Tinh thần áp lực và căng thẳng khiến sức khỏe của người tuổi Tỵ đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Do đó, tháng này bạn nên chăm lo hơn đến cơ thể của mình, không nên quá tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Cuối tuần nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, đi dạo hoặc thăm hỏi những người bạn cũ để thay đổi không khí. Từ đó tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi ngọ. Nhờ có nguyệt lệnh lâm đất lâm quan, lại thêm thiên ấn che chở, công danh sự nghiệp của tuổi ngọ đang rất thông thuận, dễ đạt được nhiều thành tích đáng nể người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến khi vừa chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo sự tín nhiệm và đánh giá của cấp trên dành cho bạn cũng nâng cao hơn đồng nghiệp ngưỡng mộ có thể nói tháng này chính là thời điểm để bản mệnh tỏa sáng hãy tự tin thể hiện tài năng không phải che giấu bất cứ điều gì nữa thời của bạn đã đến ngoài ra bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn cầu thị để không vô tình vướng phải những rắc rối không đáng có bởi môi trường công sở vốn phức tạp, biết người biết mặt không biết lòng, có những nguy cơ tiềm tàng mà bạn không thể lường trước được hậu quả. Xét về mặt tài lộc, đây là một tháng có hung có cát, có xuân sẻ có chắc trở với người tuổi ngọ. Bởi vậy, dù công việc có chiều hướng phát triển tốt là thế, song vận trình tài lộc của tuổi này có xu hướng giảm, kém sắc hơn so với tháng trước. Hung tinh tiểu hao quấy phá, con giáp này khó tránh khỏi tình trạng tiền bạc hư hao, các khoản thu về không nhiều, đã vậy chẳng đủ để bù cho mức chi tiêu đang có phần vượt ngưỡng cho phép của tuổi ngọ. Dù bản mệnh luôn không ngừng nghỉ cố gắng, chật vật kiếm tiền nhưng chưa chắc đã thỏa mong ước. Tài vận không lý tưởng, kinh doanh buôn bán khó khăn do sức cạnh tranh mạnh. Dù vậy, nguồn thu nhập chính vẫn khá vững vàng nhờ những tín hiệu tốt trong công việc. Điều đó có nghĩa là bản mệnh nên tập trung vào công việc hiện tại, tránh ôm đồm quá nhiều việc bên ngoài kẻo việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn vận trình tình cảm của người tuổi ngọ trong tháng mới khá bấp bênh khó được như mong muốn nếu đang mong đợi những khởi sắc mới bạn có thể thất vọng vì mọi chuyện không có tiến triển gì đặc biệt trong tháng này người độc thân không phải không có cơ hội làm quen với người mới nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu bản thân bạn cũng vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu thường suy nghĩ theo kiểu tới đâu thì tới vì vậy có nhiều khi cơ hội ở ngay trước mắt nhưng lại hời hợt bỏ qua với người tuổi ngọ đã có gia đình bạn cũng nên dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người bạn đời của mình có lẽ bạn không nhận ra nhưng sự thật là tình cảm hai người ngày càng xa cách đôi khi chỉ vài vấn đề tranh luận đơn giản cũng biến thành mâu thuẫn gia đình nếu không cẩn thận có thể sẽ có dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện sen ngang phá hoại tình cảm vợ chồng sức khỏe của người tuổi ngọ trong tháng này không mấy ổn định liên tục xuất hiện tình trạng bất thường cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị Thiên nguyệt chủ ốm đau bệnh tật xuất hiện, mang theo nguy cơ bệnh cũ tái phát, bệnh mới bùng phát. Vì thế, hãy chú trọng hơn tới việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ đau yếu. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi mùi. Với sự xuất hiện của cục diện tam hợp thái tuế, người tuổi mùi làm gì cũng dễ dàng thành công như mong muốn, đầu xuôi đuôi lọt lợi thế hiện tại mà bạn đang có không chỉ nhờ vận may mà chủ yếu đến từ sự kiên trì cố gắng từ trước đó của bản mệnh con giáp này biết nhìn xa trông rộng hoạch định rõ ràng về con đường phía trước của mình bạn cũng sẵn sàng đương đầu với khó khăn chấp nhận rủi ro và cả sự thất bại bởi hiểu rằng chẳng có con đường đến thành công nào trải đầy hoa hồng thêm sự xuất hiện của tỷ kiên đây là một tháng mà sự dứt khoát và mạnh dạn sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu có thể khiến lung lay ý chí của bạn nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được bằng sự quyết tâm. Tuy nhiên, khi bạn được hưởng thụ thành quả cũng là lúc dễ bị kẻ ganh ghét dòm ngó. Thuận lợi hiện tại cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh cũng sẽ tăng lên. Nhất là khi trong tháng còn có sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ là điểm báo có tiểu nhân lăm le rình rập. Điều này đòi hỏi bạn phải đủ tỉnh táo và sáng suốt để không rơi vào bẫy dập trong một tháng không có tài tinh chiếu mệnh tài lộc của người tuổi mùi cũng không có nhiều biến động tiền bạc duy trì ở mức ổn định cũng là một tín hiệu may mắn do đó bản mệnh đừng quá nóng vội công việc tiến triển thuận lợi kéo theo thu nhập được đảm bảo thậm chí vẫn tăng đều nhờ những khoản lương thưởng hoa hồng hậu hĩnh nếu chăm chỉ và chứng tỏ được vị thế trong công việc bạn vẫn có thể khiến tài khoản của mình tăng lên nhanh chóng đặc biệt tháng có ngũ quỷ sẽ không tốt cho việc đầu tư mới mở rộng những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được hay kẻ xấu lợi dụng sự cả tin thiếu kinh nghiệm của bạn để trục lợi. vì thế chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì. đặc biệt khi người có kinh nghiệm can ngăn thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân. vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm thời gian này bản mệnh cũng nên tránh cho vay mượn khoản lớn. tam hợp xuất hiện là tín hiệu đáng mừng cho nhân duyên của người tuổi mùi trong tháng này các tinh này sẽ giúp các mối quan hệ của bạn diễn ra hài hòa tốt đẹp làm gì cũng có người giúp đỡ đi đến đâu cũng được yêu mến có những việc con giáp này không dự đoán trước được vì thế hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên người độc thân có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn năng nổ kết giao mở rộng các mối quan hệ hợp tác kể cả trong việc tìm kiếm một tình yêu mới cho mình các hoạt động đội nhóm cũng hứa hẹn sẽ đem về cho những chú dê những mối quan hệ như ý người có đôi đã tháo gỡ được những hiểu lầm, chiến tranh lạnh dằn vặt cả hai từ trước đó. Có những thời điểm bản mệnh cảm thấy hoang mang lo lắng nhưng lúc này đã an lòng hơn khi người ấy tạo cho bạn sự an toàn và tin tưởng. Sức khỏe của người tuổi mùi trong tháng mới không có điều gì đáng lo ngại nếu bạn vẫn duy trì được thói quen rèn luyện và tập thể dục thể thao đều đặn như trước đó. Tuy nhiên, bạn nên bỏ thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian vừa qua. Thay vào đó, hãy duy trì nguyên tắc ăn uống với phương châm ăn sáng ngon, ăn trưa đủ và ăn tối ít tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe. Vì thế, đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi thân Người tuổi thân chịu tác động trực tiếp của cục diện tương hại nên vận trình có khá nhiều sóng gió và cả hung hiểm. Do đó, bạn cần làm tốt chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức sẽ đến điềm báo tử vi cho thấy có thể xảy ra xung đột cạnh tranh không lành mạnh đấu đá nội bộ bạn khó được yên ổn làm việc của mình khi liên tục bị những tác động khách quan quấy nhiễu vận tiểu nhân trong tháng kỷ hợi này khá vượng đòi hỏi bạn không được phép chủ quan hay lơ là bất cứ giây phút nào đặc biệt bạn nhất định phải học cách giữ mình tránh xa thị phi hạn chế lo chuyện bao đồng để không bị cuốn theo những cuộc tranh đoạt lợi lộc trốn quan trường thương quan cũng gây thêm không ít khó khăn cho sự nghiệp của con giáp này hung tinh đang làm đảo lộn mọi kế hoạch của bạn những toan tính trước đó của bạn có thể không theo kịp sự biến động của thời thế hiệu quả công việc giảm sút đáng kể làm giảm cả uy tín và hình ảnh cá nhân mà bạn nỗ lực xây dựng từ trước đó tài vận của người tuổi thân trong tháng này không được lý tưởng bản mệnh gặp tương hại thái tuế lại không có tài tinh nào xuất hiện giúp hóa giải tài lộc bị kìm kẹp khó mà khởi vượng dù lương lậu ổn định nhưng chi phí cuộc sống lại tăng lên nhiều khiến các khoản chi ra vượt cả thu vào trong thời điểm này bản mệnh càng cần phải quản lý tài chính cá nhân thật tốt tránh để rơi vào hoàn cảnh vay mượn nợ nần chỉ vì cân đối chi tiêu không hợp lý kinh doanh buôn bán trong tháng gặp nhiều khó khăn thậm chí có thời điểm mọi thứ trì trệ còn thâm hụt vốn lúc này mà bản mệnh nản lòng dừng lại thì sẽ càng thua lỗ lớn hơn ngược lại nếu kiên trì phân tích nguyên nhân tìm hiểu hướng khắc phục có thể tạo ra những chuyển biến bất ngờ gặt hái thành quả tốt lành với người làm công ăn lương tình hình tài chính ít biến động hơn mệnh chủ nên tập trung làm tốt công việc hiện tại đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc mà giảm năng suất và hiệu quả làm việc về mặt tình duyên người tuổi thân nếu còn độc thân sẽ được mục dục thúc đào hoa mang tới nhân duyên tốt lành nhiều mối quan hệ hài hòa rút ngắn quá trình tìm kiếm đối tượng ưng ý cho bản mệnh nhân đà này có thể chủ động bày tỏ tình cảm với đối phương hoặc hóa giải những xung đột đang gặp phải nằm ở trạng thái đối cực với người độc thân, các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu dễ phát sinh nhiều trục trặc, mâu thuẫn do đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ. Bạn cần đặc biệt chú ý tới việc giữ gìn hạnh phúc gia đình vì có thể sẽ xuất hiện người thứ ba trong mối quan hệ của bạn. Có vẻ như mối quan hệ của hai bạn đang thiếu sự hài hòa, thiếu những điều lãng mạn, thậm chí hai bên còn tạo sức ép cho nhau vì những gánh nặng cơm áo gạo tiền, con cái, khiến không khí gia đình ngột ngạt, bí bách cả hai nên dành nhiều thời gian chia sẻ, trò chuyện để cùng nhau tháo gỡ những vấn đề đang gặp phải. Trong tháng kỷ hợi, người tuổi thân gặp không ít phiền muộn, lo lắng về vấn đề sức khỏe, nhất là những người bị bệnh mãn tính thì lúc này rất dễ trở bệnh. Công việc bận rộn lại không suôn sẻ như ý muốn làm ảnh hưởng khá lớn đến trạng thái tinh thần của con giáp này. Bạn thường suy lo nghĩ đến mức mất ăn mất ngủ, sức đề kháng giảm sút nhanh chóng. Bản mệnh nên sắp xếp công việc xong sớm để nghỉ ngơi, dưỡng sức một số bệnh dễ gặp trong thời gian này liên quan đến xương khớp là chủ yếu, nhất là trong thời gian thay đổi thời tiết, toàn thân thường xuyên ê ẩm. Ngoài ra, có âm sát hung tinh ảnh hưởng, chú ý họa huyết quang, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh cũ tái phát cần hết sức thận trọng. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi dậu Xem tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi dậu âm lịch về phương diện sự nghiệp, đường công danh của bản mệnh đang tiến triển khá hanh thông dù là việc lớn hay nhỏ chỉ cần con giáp này quyết tâm và theo đuổi tới cùng sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp tháng này nguyện lệnh lâm đất trường sinh là một tín hiệu tốt lành cho những nỗ lực của mệnh chủ công việc diễn ra theo đúng kế hoạch kết quả đạt được cũng rất tốt bạn đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong tập thể với những biểu hiện xuất sắc từ đó có thể đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình một cách chính đáng trong tháng còn có dấu hiệu dịch chuyển thay đổi môi trường làm việc do chịu ảnh hưởng của dịch mã động tinh bạn càng chủ động, sông sáo và năng động sẽ càng may mắn. Nếu được giao trọng trách, hãy cứ tự tin thể hiện bản thân, chỗ nào không rõ thì hỏi lại. Đừng quá lo lắng những điều chưa xảy đến mà bỏ lỡ những cơ hội hiếm có như vậy. Tài lộc của tuổi dậu trong tháng 10 âm lịch này cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Thực thần xuất hiện giúp bản mệnh này ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, mạnh mẽ tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó cơ hội đến, con giáp này hãy sáng suốt lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn để túi tiền ngày càng dùng dình. Nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn sẽ đến trong tháng. Nếu đang có ý định kinh doanh hay mở rộng công việc làm ăn, hãy mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công cao. Với người làm công ăn lương, bạn có cơ hội khẳng định tài năng, điều đó đồng nghĩa cơ hội thăng chức và tăng lương. Hãy mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn, tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao bởi ai cũng nhìn rõ sự chăm chỉ và nỗ lực thời gian qua của bạn vận trình tình cảm của tuổi dậu rất đáng mong đợi với những tín hiệu khả quan nhờ nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, điểm báo tình cảm có sự thăng hoa bất ngờ. Vận đào hoa đương vượng, nhân duyên tốt lành ùn ùn kéo tới, nhất là đối với người độc thân. Bạn có thể sẽ phải di chuyển nhiều, nhưng đồng thời cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc, mở rộng mối quan hệ, tăng thêm cơ hội tìm được người phù hợp cùng quan điểm trong cuộc sống. Các cặp đôi có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng trong cuộc sống của cả hai khi tình cảm ngày càng tăng tiến qua quá trình tìm hiểu thậm chí có cặp đôi còn quyết định tiến tới hôn nhân tổ chức đám cưới ngay trong tháng này tuổi dậu đủ mạnh mẽ để quyết định cho tương lai của mình dù người ngoài có ý kiến thế nào đi chăng nữa nhìn chung gia đạo khá bình ổn một vài mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình gây ra những căng thẳng trước đó đều được hóa giải triệt để một số cặp vợ chồng cân nhắc đến chuyện sinh con đẻ cái trong tháng kỷ hợi năm tân sửu này sức khỏe của người tuổi dậu khá ổn định hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng dù có dịch mã xuất hiện khiến bạn phải di chuyển khá nhiều nhưng công việc được giải quyết đạt hiệu quả và nhiều cơ hội tốt lành nên tinh thần khá thoải mái vấn đề duy nhất bạn cần quan tâm là chú ý chế độ ăn uống của mình sao cho đảm bảo an toàn dinh dưỡng đầy đủ thì không có vấn đề nào đáng lo bên cạnh đó cần duy trì thói quen luyện tập thể thao đều đặn hơn để kiểm soát tốt cân nặng béo phì là nguyên nhân gây ra những biến chứng sức khỏe vì vậy không được chủ quan tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi Tuất. Công việc của người tuổi Tuất trong tháng mới nhìn chung vẫn có những chuyển biến khá tích cực. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra khá chậm, đòi hỏi bản mệnh phải thật sự kiên nhẫn và bền bỉ, nóng vội càng dễ hỏng việc. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng mang tới cho con giáp này những cơ hội để phát huy năng lực dành về những điều mình luôn mong ước. Lại có cả thái dương cắt tinh nhập mệnh, con giáp này có thể sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối bản mệnh tìm lại được sự hứng khởi trong công việc nhiệt tình sông sáo quý nhân của bạn có thể chính là cấp trên đồng nghiệp ở nơi làm việc những người hiểu và công nhận năng lực của con giáp này nhờ vậy bạn được trọng dụng và trao cho những trọng trách quan trọng cơ hội đến cũng kèm theo không ít thách thức và cả áp lực nhưng đừng quá lo lắng nếu biết tận dụng và vượt qua được bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng công việc tiến triển thuận lợi song đường tài lộc của người tuổi tuất có thể không được lý tưởng như bạn mong tháng này bạn ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc tài lộc bị kìm kẹp. Buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định cũng do đụng độ hung tinh kiếp tài. Tiền lúc có lúc không, lúc được thì được khá nhiều nhưng mất thì cũng dễ trắng tay. Thu nhập từ công việc chính vẫn khá ổn, nhưng cũng bởi con giáp này có nhiều tham vọng, muốn kiếm được nhiều hơn nên có đôi khi bạn chấp nhận mạo hiểm. Song trong một tháng tài khí giảm sút như này, sẽ không có lợi cho làm ăn lớn. Nếu bản mệnh đang nắm giữ trong tay các hạng mục đầu tư kinh doanh mạo hiểm thì càng nên thận trọng. Đừng bao giờ giữ suy nghĩ cố đấm ăn xôi, bởi khi không có tài tinh chiếu mệnh có thì muốn gặp may về tiền bạc cũng khó, càng đầu tư kinh doanh nhiều thì càng dễ thua lỗ nhiều. Ngoài ra điểm báo tử vi cũng cho thấy con giáp này dễ làm rơi tiền mất của, không cẩn thận nên có thể bị lừa gạt hay trộm cắp lúc nào cũng chẳng hề hay biết. Cần để tâm hơn đến tài sản tiền bạc của mình nếu không muốn mất tiền oan. Bước sang tháng kỷ hợi năm Tân Sửu, người tuổi Tuất có khá nhiều điểm sáng trong phương diện tình cảm nhờ có thiên diêu trợ nhân duyên. Tháng này, người có đôi có thể sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân, gây dựng hạnh phúc từ gia đình nhỏ của riêng mình. Nhân duyên tốt đẹp cũng giúp người độc thân sớm tìm thấy đối tượng ưng ý. Bạn cảm thấy may mắn và thỏa mãn với các mối quan hệ hiện tại. Vận đào hoa có xu hướng khởi sắc nhưng khá chậm. Bản mệnh nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Hãy là chính mình trong mọi tình huống, bạn sẽ sớm tìm được người ưng ý mối quan hệ vợ chồng không còn mâu thuẫn tình cảm ngày càng gắn bó sau những sóng gió xảy ra trước đó thì con giáp này đã biết quý trọng những gì mình đang có trong tay hiểu được rằng người thân là những người duy nhất ở lại bên mình khi có bão tố ập tới có cặp vợ chồng có thể đón tin vui con cái khi đang có sự hỗ trợ từ nguyệt lệnh lâm dưỡng nguyệt lệnh lâm đất dưỡng tuổi tuất biết tự chăm sóc cho bản thân mình không cần người khác phải lo lắng nhắc nhở nhờ thế mà sức khỏe của con giáp này trong tháng kỷ hợi khá tốt Tình trạng thể chất của bạn đang khá ổn định nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan. Hãy duy trì lập lịch tập thể dục thể thao đều đặn để cơ thể quen với nhịp độ tập luyện thường xuyên. Nhằm cải thiện và tăng cường sức khỏe, dù ở lứa tuổi nào, bạn cũng nên chú trọng dưỡng sinh theo mùa để thuận ứng tự nhiên. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi hợi. Về phương diện sự nghiệp, cục diện tự hình gây ra rất nhiều vấn đề bất lợi cho con giáp này. Bạn có thể cảm nhận khá rõ mọi chuyện đang trở nên khó khăn và rối ren hơn rất nhiều, vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Trong tháng, rất nhiều kế hoạch bỗng xảy ra trục trặc nửa chừng, hoặc ì ạch mãi không có tiến triển. Bạn thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo lo công chuyện, áp lực từ cấp trên cũng không hề nhỏ. Đã vậy, mệnh chủ còn không gặp được bao nhiêu sự hỗ trợ từ người khác, hầu như luôn phải tự thân cáng đáng một mình. Làm không khéo còn dễ bị người khác gây khó dễ, tạo điều tiếng thị phi ảnh hưởng tới đường tiến thân thời điểm này áp lực bùa vây từ nhiều phía cả cấp trên cấp dưới và đối tác đều đang thúc ép tuổi hợi khiến bạn vô cùng mỏi mệt trong tháng này những lúc như vậy bạn càng cần phải lấy chữ nhẫn làm đầu và bình tĩnh xử lý công việc trong im lặng tránh lời qua tiếng lại gây hại đến công danh sự nghiệp đây cũng không phải là một tháng may mắn ở phương diện tài lộc cho tuổi hợi tài chính có xu hướng tăng ít giảm nhiều thu nhập không thêm nhưng các khoản chi tiêu lại nhiều hơn hung tinh thái tuế xuất hiện là dấu hiệu lừa gạt, chiếm đoạt tài sản hoặc bị kẻ xấu lợi dụng khiến tiền bạc của bạn dễ hao hụt một khoản không nhỏ. Do đó, dù làm việc gì cũng phải tỉnh táo và xem xét mọi cơ hội một cách cẩn thận. Thời điểm này bạn cũng nên hạn chế đầu tư kinh doanh, đừng vội tin lời dụ dỗ ngon ngọt và vung tiền vào những lĩnh vực mình chưa có nhiều kinh nghiệm. Các khoản vay nợ cũng nên hạn chế. Trước khi cho ai đó vay mượn, bạn nên tính đến khả năng hoàn trả và uy tín của đối phương tránh vì cả nể tình cảm mà sau này khó đòi vừa mất tiền lại cũng khó giữ được mối quan hệ như trước đó vận xui trong tháng còn khiến đường tình duyên của tuổi hợi vô cùng ảm đạm tình cảm bế tắc dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp đều gặp nhiều nỗi buồn ở thời điểm này dường như công việc đã chiếm gần hết thời gian của con giáp này người độc thân cũng không còn những khoảng thời gian riêng tư cho bản thân nói gì để yêu đương trong khi đó người kết hôn lại có những mâu thuẫn do cuộc sống bị xáo trộn hoặc quan điểm khác biệt sự hiểu lầm khiến một số mối quan hệ giữa hai bạn bị đảo lộn không khí gia đình căng thẳng tác động lên tất cả các thành viên thời điểm này nếu cả hai vẫn phó mặc hoàn cảnh thì rất dễ xuất hiện người thứ ba hoặc tình cảm ngoài luồng hãy cố gắng giữ lý trí để tránh phạm sai lầm tự tay phá bỏ hạnh phúc đã xây dựng trong suốt thời gian qua do phải chịu nhiều áp lực nên sức khỏe tháng này của tuổi hợi khá bất ổn phải suy nghĩ quá nhiều việc khiến bạn luôn trong tình trạng mỏi mệt một số triệu chứng bất thường hay xảy ra như đau nửa đầu dữ dội suy nhược thần kinh mất ngủ làm ảnh hưởng cả đến thói quen sinh hoạt cuộc sống đảo lộn hãy quý trọng sức khỏe của mình nhiều hơn cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại